Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Gà Game của mình. Và mình là Gà Game đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Stick War Legacy. Ta đã xong đến tận 200 rồi. Rất là xa. Và tuần này, tháng 7, 2020, mình sẽ chơi thử mặt khó đi. Và chúng ta chơi vui khổng lồ nha. Và cái này nữa, một chút tiền. Và sau khi không thể chịu nổi sức mạnh tiềm ẩn của mình đã tải bản hack về để cho nó đỡ khỏe. Và ở bản hack này thì chúng ta có thể tha hồ sáng tạo ra cơ chế chơi của chúng ta. Tốc độ đào của anh em đây này, đào khỏe lên. Bản hack này thì mình sẽ có thể làm. Ui dồi, đã thả bọn này ra rồi thì em chơi thế nào được? Bật cái roi lên quật cho con khổng lồ ra. Wow, khổng lồ của mình có phản đam nhá. Cái máy giật này lắp cho người vào, mọi người sẽ có khả năng lướt và sát thương lửa khi mà chúng ta điều khiển con khổng lồ này. Ui này, nó dập cho thì thôi rồi. Đợt tiếp theo ra đây, mình cần hết cái bọn cầm chùy này. Hình như là bọn này là nó to hơn bình thường mọi người ạ. Vào đây đập cho bể đầu cái máy này. Khả năng đất của nó. Đợt sau thì sẽ to hơn bọn này. Ui, bọn trâu ấy. Đất này. Giết xong con này mình sẽ cho nó quay trở lại. Mà này chúng ta chỉ chơi toàn khổng lồ mà thôi. Chết nha. Ui, lại có bọn to hơn kìa. Lại có bọn to hơn mọi người ạ. Hình như lại còn có thêm bọn to hơn nữa hay sao? Mình nhớ không nhầm như vậy. Cái bọn này nó trâu lắm luôn đấy. Bọn này điều khiển rất chậm. Điều khiển bọn khổng lồ. Điều khiển hiệp sĩ hơn. Chơi rất nặng. Defend. Con này là cái con cầm chùy, như mọi người biết ở cái màn mốt cuối cùng ấy thì bức tượng sẽ vỡ ra và rơi ra một con cầm chùy như thế này này. Và con cầm chùy này ui dồi ôi, to nhở, to ngang khổng lồ luôn. Bọn này không đứng được, bị khổng lồ đập cho không đứng nổi luôn. Hai con nữa ra là ai? Nó cầm mỗi cái chùy là nó gấp bộ chứ đinh nữa, kiếm lại một đàn nữa kìa. Đàn này to hơn nữa mọi người ạ. To thế nhở, trâu nữa. Defend. Cho bọn này trở về đánh nhầm gì vội. Rồi, lại tiếp này. Mình sẽ lấy một con và sẽ cho nó khá là động đất. Động đất này. Tiếp tục con này là động đất tiếp. Động đất này. Tiếp tục con này là động đất tiếp. Rồi, khi mà động đất thì bọn này sẽ bị đẩy lùi rất là kinh khủng khiếp luôn. Và khi mà chúng ta điều khiển một con khổng lồ này, chúng ta sẽ có khả năng gọi là gây ra sát thương lửa, sát thương thiêu đốt đến từ cái trang phục của bọn này. Bên Stick War 3 thì không biết là trang phục có được buff không ấy. Rồi luôn. Đập không đứng nổi kìa. Này cho con đất này. Nằm luôn. Rồi, hiểm. Thắng rồi. Rồi, thằng vô hạn kim cương mà.
tiếp tục với cái màn như thế này. Nóc đi cho mà. Đứng mà no man thôi. Phụ khổng lồ ấy nhỉ. Cần vậy. Phản lại càng nhiều cái gì đâu. Đất chưa chừa. Chưa chừa này. Chưa chừa này. Tôi sẽ phá bức tượng. Cung thủ màn kia là bận. Cầm máu ngay đầu. Cầm máu là đây làm gì nhau. Xem là chúng ta có cái gì nghịch không nhở. Trong đất bao nhiêu đam, đất 100 đam. Còn đánh thường này thì cũng 100 đam. Gọi tiếp viện vua các bạn ơi. Cho hoạt động đất này. Tiếp viện của tôi này. Người điều khiển sẽ còn nhiều đam hơn. Ok, video của game hôm nay đến đây cũng là hết mất rồi. Hẹn gặp lại mọi người những clip sau, đừng quên cho mình xin một nút like và một nút subscribe kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ cho mình nhé. Chia sẻ video này đến những người chơi bên kênh của mình. Hẹn gặp lại mọi người những clip sau. Tạm biệt mọi người.